với sự tham gia của các diễn viên Tiết Gia Yến, Lâm Văn Long, Tạ Thiên Hoa, Nguyễn Triều Tường, Lưu Bích Nhi, Mai Tiểu Huệ, Lưu Đan cùng một số diễn viên khác. Điều hành sản xuất từ Ngộ An, diễn viên Lồng Tiếng, Chí Hiếu, Bích Ngọc, Ý Nhi, Thùy Trang, Bình Nguyên, Anh Luân, Hoài Bảo, Huệ Phụng, Thanh Bình. Kỹ thuật Lồng Tiếng, Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn, Thanh Liêm, Đình Luân. Bộ phim Gia đình vui vẻ hiện đại. Cô Tư à, của cô. Dường à, sao mà khách sáo quá vậy? Nè nè, ngồi đi ngồi đi. Cô Tư à, cô đừng lo lắng cho tôi. Phần quà này chỉ là quà mọn thôi. Chị sao, chị cũng có. Được, cảm ơn nhiều nha. Phải rồi, vậy là mới có quen không vậy? Mới đầu thì cũng không quen, tuy là chiếm xá chuỗi với lại Chu Jun ở kế bên nhau, nhưng mà người lịch sự càng cao sang hơn nhiều. Đương nhiên rồi, làm văn phòng dĩ nhiên tốt hơn quán cà phê. Không phải là vấn đề văn phòng hay là quán cà phê, vấn đề là ở người. Các OL ở đó người nào cũng rất là thời thượng, lúc ăn đồ không có tiếng sọt sẹt đâu. Chà, làm bộ làm tịch tỏ vẻ quý phái, vuốt cái đầu cứng ngắc, tưởng phát đạt rồi sao? Phải à, bộ giỏi lắm hèn sao, làm công ty gia nhân thôi mà. Con gái của tôi Thạch Mỹ trước đây cũng làm trong công ty gia nhân đó. Ngọc Lộ, Kim Nguyệt, Lưu Cẩm ai cũng vậy. Giỏi lắm sao, biết bay hả? Làm bộ. Cô Từ à, chị sao? Cảm ơn. Danh thiếp mới của tôi, xin chị giáo. Cảm ơn. Wow, người triệu tập tiểu tổ quan tâm sức khỏe nhân viên và chức nghiệp an toàn kim tổng quản tiểu tổ giám sát sức khỏe thường vụ nữa chứ. Chức vụ này mới có. Ê, cả nguyên một cái hàng dài như là chùm trứng của rắn vậy, là thái thái cái gì? Thái thồ. Thái thồ, chỉ là hư danh thôi à. Có hay không cũng được, tổng quản hả? Quản tới quản lui chỉ có mình thôi. Đúng vậy. Trời ơi, tưởng là quý lắm. Dạng sự khởi đầu nan, tụ cát thành tháp, tích tiểu thành đại. Không chừng sau này thượng thượng biết là cậu cực khổ, mướn thêm người để giúp cho cậu. Còn nữa, bây giờ người ta coi trọng sức khỏe, các thức ăn dinh dưỡng bán được lắm, việc làm này nhất định có tương lai. Tôi cũng thấy vậy. Món quà này tặng cho hai người. Hả? Mình cũng có. Phải à? Không có hai người, tôi không có ngày hôm nay. Dượng à, ráng lên nha. Tôi coi trọng cậu á. Cảm ơn cô Từ. Qua thời gian làm thử của tháng này, tôi sẽ chính thức là nhân viên của công ty gia nhân. Tôi không làm cô và ông Hoàng thất vọng đâu. Ông Hoàng xin chào. Trời ơi, là cô hả? Cô làm cái gì mà lớn tiếng dữ vậy chứ? Làm tôi hết hồn mà. Tôi nên kêu ông như vậy mà. Kiểu này gọi là lịch sự. Ê, nói tóm lại, từ nay đừng có kêu tùm lum. Nè. Cái gì vậy? Cô đi phía trước, tôi đi phía sau. Cô yểm trợ cho tôi. Tại sao vậy? Đừng có hỏi nhiều. Đi là biết mà. Đi. Ông Hoàng à, tôi che ông không hết thì đâu. Giơ hai cái tay lên. Che cho tôi vô tới cửa. Ông Hoàng, được rồi. Ông Hoàng à, tôi đi nhanh một chút có được hay không? Được rồi, nhanh chút. Ông Hoàng. Cậu sao cậu lại vào đây? Tôi đợi ông cả buổi sáng rồi đó. Nè, coi đi, tôi đã cắt hết móng tay rồi, không có nhét đất nữa. Ông Hoàng à, ông đúng thiệt là một cái gương tốt. Nhưng mà mắt của ông có nhiều ghèn quá. Vậy sao? Ê, chắc là ông nóng trong người, uống trà mát nhiều một chút sẽ không sao đâu. Còn nữa, đừng có dụi mắt, tay của mình dơ lắm. Dạo này chắc là ông cũng ăn gà nhiều lắm, đừng có ăn nhiều quá. Nè. Cậu Dưỡng. Trời ơi, là tôi nè, coi chừng rớt kìa. Thầy xin lỗi nghe, một lát nữa kêu chải quét sạch ha. Thiệt là tôi không hiểu nha, ông là ông chủ mà sợ cái gì chứ.
Cũng bởi tôi là ông chủ, cho nên tôi phải làm gương tốt đó mà. Lần này dắt cọp vào nhà tự mình rước khổ vào thân rồi. Coi đi, hai cái móng tay ngón út của tôi, hoa tam quan tôi đã để dài nhiều năm rồi, giờ cắt hết, vẫn mai nào cũng đi hết trơn. Ê, tôi thiệt là không hiểu, ông là ông chủ quyền ở ông, không hài lòng thì đuổi anh ấy đi. Ê, là cũng tại tôi mở miệng nói trước mặt đám đông là tôi mướn nó đó mà. Bây giờ bất thình lình biểu tôi đuổi nó, tôi không giữ lời mất mặt lắm đó. Bây giờ ông không tin hả? Qua profession sẽ không tin được nữa đâu. Ông muốn suốt đời trốn ở đây đang cơm gà, không được qua tam quan sao? Cái gì chứ, đương nhiên là không phải. Nhưng mà là có cách gì đây? Đơn giản thôi, moi ra lỗi lầm của nó triệt tên đó liền. Kiếm lỗi lầm, bộ dễ kiếm lắm hay sao chứ? Đơn giản lắm, ông hãy tự coi đi, hôm nay trượt lứt hết à. Hả, trật cái gì? Nút áo công chưa cài hết. Phải ha. Cà vạt ở dưới dài hơn miếng trên. Còn nữa, áo sơ mi của ông có dấu son môi. Phải ha. Sao kỳ quá vậy? Coi lại chân của ông đi, mang lộn vớ rồi. Trời, cha cô thiệt giỏi quá ha, nhìn thấy được sao? Tôi còn thấy những cái không nên thấy nữa. Là cái gì? Chưa kéo khóa quần. Dọn dẹp chứ gì. Để coi coi. Ông Hoàng, mọi việc thuận lợi, tiến hành theo kế hoạch, ok. Cô Giảng à, Q&K phân đồ qua đây nè, tôi muốn sửa lại một chút. Được, đưa đây. Thôi nguy rồi, thôi chết rồi. Quả cầu thủy tinh mất rồi. Cái nào? Trời ơi. Cái tôi dùng cả 100.000 để mua đó. Cái đó thì tôi không có thấy. Vậy ông Hoàng để ở đâu? Rõ ràng tôi để trong phòng mà vừa về tới là mất tiêu. Khỏi cần hỏi, nhất định có người ăn cắp. Có thể không vậy? Ban ngày ban mặt qua hồng đen tái xuất giang hồ. Hả? Vậy trong phòng của ông có cây hoa hồng đen hay không? Coi còn cái gì bị mất nữa hay không đi. Hoa hồng đen của khỉ khô trộm nhà thì đúng hơn đó. Trộm nhà? Ý cô muốn nói là trong công ty doanh nhân có người ăn cắp hả? Tôi không có làm đâu đó nha. Tôi cũng đâu có đâu. Chúng tôi khi không sao lại đi ăn cắp chứ. Có chứng cứ gì nói chúng tôi ăn cắp chứ? Tìm chứng cứ mọi ra hết, xét. Cẩn thận nha. Xét hết rồi. Từ từ. Trả nè. Đi đây. Nói là không có mà. Anh vừa mới tới làm, người đáng nghi nhất là anh. Đưa túi anh đây. Tôi đi đàng hoàng, đứng đàng hoàng. Xét đi. Không có hả? Nè, sao hả? Không có. Hả? Không có, vậy chứng minh chúng tôi không phải là ăn cắp. Nè, vậy thủy tinh cầu của tôi đi đâu mất rồi chứ? Ông Hoàng à, có cần phải báo cảnh sát không vậy? Hả? Nè, không cần. Tôi nghĩ tạm thời cho ông Hoàng bỏ quên ở đâu đó. Tôi muốn vào trong thương lượng đối sách, có được không ông Hoàng? Không thể nào, rõ ràng bỏ cục thủy tinh vào túi của anh Dượng mà. Vậy tại sao lại bị mất chứ? Tôi cũng muốn biết đó. Không lẽ anh biết mình du quan nên đã lấy ra rồi? Mất cái thủy tinh cầu đó là mất tới cả trăm mấy ngàn lận. Cô nói làm được mà. Nè, bây giờ không đuổi được thằng Dưỡng đi, thủy tinh cậu cũng mất luôn rồi. Đừng ồn nữa, tôi đang nghĩ tại sao đây nè. Mình rõ ràng. Wow, sao lại ở đây hả? Tôi biết rồi. Cô muốn lấy nó chứ gì? Đồ điên, tôi không có tệ vậy đâu. Nếu không đâu có cô ý đá chồng coi. Thôi đi. Chỉ biết còn may mắn lượm được thì thôi bỏ qua đi. Ủa, tiếng gì vậy? Hình như phát ra ở đây đó. Thủy tinh cầu của tôi, trời ơi, bể mất tiêu rồi.
Phải ông Quang à, tuổi của ông cần phải hoạt động nhiều một chút, nếu không dễ bị thương lắm. Làm nhiều hoạt động nhiều, tôi nghĩ làm xong mấy cái là được rồi. Không được, ông phải tập luôn cái máy chạy bộ, nhưng mà có thể chạy chậm một chút. Hả? Từ chậm lên nhanh, nhẹ lên nặng. Hoạt động cường thân kiện thể nhất định phải tập nhiều hơn 30 phút. 30 phút hả? Tôi sợ là tôi không nổi đâu đó. Không được, tập chưa đủ 30 phút phải tập lại. Bớt một chút đi, 20 phút ha. Phải đó, chúng tôi vừa mới bắt đầu, đâu cần phải tập nhiều như vậy chứ. Thôi được, 28 phút à, hay là 22 phút thôi. Không được. Chỉ một giá, 25, mỗi người nhường một bước đi anh Dượng. Phải đó. Thôi được, 25 thì 25. Nè, sao chỉ có chúng tôi tập mà anh không tập vậy? Đúng, cứ nói thể năng chúng tôi cũng tốt. Vậy cậu có tốt hay không? Đương nhiên là không có vấn đề, tôi thường hay tập mà. Dù sao anh cũng là tổng quản của chúng tôi, đáng lý phải giỏi hơn mới được chứ, có đúng vậy không? Đúng vậy. Nè, nếu bây giờ cậu dỡ nổi cái này á, tôi sẽ phục cậu á. Hả? Dỡ cái này? Sao? Sợ hả? Phải sợ rồi. Nếu không làm sao người ta phục được, cứ dỡ đi. Nè, nếu anh không dỡ nổi thì anh phải nghe lời của chúng tôi lại đó nha. Phải dỡ thử đi. Dỡ thì dỡ. Khiên đâu có nổi đâu. Không có nhúc nhích gì hết. Thì tranh tệ tới như vậy. Làm sao làm tổng quản của ai? Ông Hoàng. Ý, Michelle, cô về tới rồi hả? Phải đó, tôi vừa từ Đài Loan về đây. Nghe nói các người đều tập gym nên tới đây coi. Ủa, anh Dự. Mở ưu tú tăng lực sao? Ông Hoàng à, tôi vừa thay áo nha. Anh Dương à, sao tự nhiên mạnh dữ vậy chứ? Trước kia quen cử tạ hả? Không phải, cũng tại là Michelle á. Nếu cổ không tới thì êm chuyện rồi. Thì phải rồi, ảnh đâu có dở nổi đâu. Cơ bộ ái tình thiệt là vĩ đại quá đi. Trước mặt người yêu của mình á, dù là mặt trăng trên trời cũng có thể hái xuống được đó. Hái cho em đi. Nè. Khổ cái là thiên dương hữu mộng nhưng thần nữ vô tình. Ông Quang à, tôi bảo đảm ngôi nhà này đẹp nhất trong khu biệt thự này đó. Trước biển sau núi, gió mát trăng thanh, đúng là hết chỗ chê luôn. Phải ha, nhìn ra toàn cảnh biển, thấy được đốt pháo bông nữa. Đẹp quá ha ông Quang. Cho nên nói mấy người tuổi trẻ đâu có biết cái gì đâu. Đối diện với biển đâu có tốt. Ngày nào cũng hứng gió biển, lâu ngày bị phong thấp, dễ bị giảm thọ lắm rồi. Làm gì có, tôi ở đây gần 10 năm rồi, đâu có bị phong thấp. Chưa phát hiện cho nên không biết đó thôi. Ông Quang à, thực ra vấn đề này không phải lớn lao lắm đâu. Hồng Kông thì nơi nào cũng ẩm thấp hết. Mùa hè thì có thể mở máy lạnh, còn mùa đông thì mở máy hút ẩm là xong rồi chứ gì. Chà, vậy tốn điện dữ lắm mà. Nhưng mà vị trí ngôi nhà này tốt lắm, là hướng đông nam đó. Ông Quang à, có thể nhìn mặt trời mọc. Ngày nào tôi cũng ngủ tới trưa hết, nhìn mặt trời làm cái gì chứ. Hướng Tây có gì tốt, nóng lắm mà. Tôi thì thích buổi chiều ra phơi nắng, ngắm hoàng hôn. Nếu nói vậy, ông đâu có cần tới đây coi. Không tới coi làm sao so sánh được đây. Ông không biết mặt hàng thôi. Nơi này của tôi có nhiều người thích mua, thiếu gì người mua. Nói cũng đúng, nếu như tôi không mua thì ông có thể bán cho người khác. Dưỡng à, mình đi thôi. Ông Hoàng. Ông Hoàng à, hả? Căn nhà đó đâu có đến nổi. Là đẹp hết chỗ chê luôn. Vậy sao ông chê đủ thứ vậy? Ông Hoàng, khoan đi đó. Có gì từ từ nói mà. Cùng lắm tôi cầm giá thiệt rẻ cho ông ha. Đã hiểu chưa anh Khờ? Hiểu, thật ra ông đâu có thích căn nhà đó. Chỉ là coi cho vui thôi. Đương nhiên rồi, nếu như tôi muốn mua thì ông đó đã bán rẻ cho tôi 10% từ sớm rồi. Wow, nhưng mà thật không ngờ, bớt một cái nhiều như vậy. Đương nhiên, bắt chước cậu hay sao? Giữa bước vô nhà thì khen cái này khen cái kia. Cậu đoán coi ông chịu bớt tiền hay không? Vậy thì tôi đã hiểu. Thật ra ông rất thích căn nhà đó, nhưng mà ông cố ý khen chê đủ điều để mà được mua giá rẻ. Không sai. Người làm ăn thiệt là có khác. Nè, không những là chuyện làm ăn, tán gái cũng vậy thôi, là đoán tâm lý. Tán gái cũng vậy hả? Tôi hỏi cậu nè, cậu thích Michelle có phải không? Ê, cổ vừa đẹp vừa giỏi, tôi đâu có xứng với cổ. Không phải nói vậy đâu. Tôi bây giờ đang học thêm những khóa bổ túc và học những gì cổ đã tốt nghiệp. Hy vọng là có thể san bằng khoảng cách giữa tôi và cổ. Tương lai có thể cua cổ. Chờ lâu như vậy, cô bộ là hơi trễ rồi đó. Nếu không thì sao? Khi nãy tôi dạy cậu cái gì? Bắt tâm lý.
Vậy thì phải rồi. Nè, nhớ kỹ nghe, đối với phụ nữ không thể nào giả bộ ngây thơ được đâu. Nếu như không, họ càng lên càng cao, tới chừng đó cậu thấy là không bằng họ thì sẽ có mặc cảm. Tôi hỏi cậu, có coi qua Thiên Ước Vô Tình và Hành Tinh Quê không nhỉ? Có coi. Nè, cậu có biết được, nữ vai chính trong phim vừa cao vừa đẹp lại vừa giỏi, nhưng mà nam vai chính mà cậu thích thì toàn là thứ lãng tử không à. Đó chỉ là đóng phim, đâu có giống với sinh hoạt thực tế đâu chứ. Bởi vậy nói cậu, kịch là đời sống nhân sinh, làm việc quan trọng là kiếm cách cho mình được nổi bật. Coi đi. Anh Bôi à, cho tôi ly sữa tươi. Dạ được. Hả? Sữa tươi? Đang ly sữa tươi không có gì đặc biệt, nhưng mà ngồi chỗ này kêu sữa tươi, vậy thì ai cũng chú ý tới mình. Ừ. Muốn đeo đuổi hồng bạch lam hả? Tôi giải cho cậu cho. Thiệt sao? Đẹp quá, của ai vậy? Sao không nghĩ tới là của tôi? Hey, coi bộ mong manh quá có phải không? Có đàn ông nào tốn tiền cho chị nữa chứ, có đúng không? Đồ tàn nhẫn. Xin chào. Chào, chào Michelle. Có người tặng quà cho cô nè. Hey, coi bộ là ông Trần của A&B đó. Ông mở tiệm quà mà, quà gì cũng có hết. Chà, sao mà gan dữ vậy? Trời ơi, hồi nãy tôi còn tưởng mình được chia cái bông lớn nhất. Bố quà cả mấy trăm đồng mà quăng đi, không thấy tiếc hay sao chứ? Ê, trời ơi, thiệt là ổn. Ông muốn cà phê hả? À, Michelle à, ông Trần của A&B đang đợi cô trong văn phòng. À... Anh làm gì vậy? Người này là ai vậy? Hôm nay là sinh nhật của tôi, đi theo tôi. Nhưng mà thật ra thì... Không phải gì của ông, im đi. Ông Hoàng à, cái này cũng nghĩ ra được, ông thì là tuyệt vời. Cái thằng khờ Đặng Dương này, tôi chỉ dạy nó có vài câu thôi, nó tính như là thiệt vậy. Không biết nó đi đâu mua được cái áo kiểu này nữa. Nè, không phải ông cho nó hả? Không phải, tôi cho nó cái áo da cũ mềm thôi mà. Có lẽ là nó nhìn thấy không được đẹp. Kế mượn dao giết người của ông thì là lợi hại đó. Thật ra anh muốn cái gì đây? Đừng có hỏi, đi theo tôi. Đi theo tôi. Dạ, coi đi. Áo cưới thiệt đẹp quá. Cô có muốn mặc không? Tôi. Chết. Cô Lam à, làm vợ tôi đi. Bây giờ tôi nghi ngờ anh hủy hoại hình sự. Anh không cần phải lên tiếng, những gì anh nói sẽ được ra tòa làm chứng sau này. Hả? Đặng Dương, anh thực sự là một người muốn trèo cao. Công ty doanh nhân sẽ không mướn hạng người giống như anh đâu. Bây giờ tôi phát hết một lần 10 lá thư cảnh cáo cho anh. Từ nay anh không cần phải đi làm nữa. Hả? Thật ra anh muốn cái gì đây? Đừng có hỏi, đi theo tôi. Lên đi. Lên đi. Muốn đi đâu vậy? Đi bộ còn nhanh hơn đó. Chê tôi đạp chậm hả? Tôi sẽ đạp nhanh một chút. Anh à, làm ơn cho cô chứng minh. Anh có biết đi xe đạp không được chở người không? Bây giờ tôi truy tố anh đó. Hả? Dạ, theo tôi qua đi. Lam à, cô đi. Cô
coi cái gì? Áo cưới cũng đẹp thiệt đó. Cô muốn mặc không? Tôi. Ừ. Sao không có vậy? Là cái gì vậy? Cái thùng rác. Anh muốn bỏ rác hả? Không phải. Wow, sao nặng quá vậy? Anh làm gì vậy? Ôm thùng rác dơ đi đâu chứ? Một lát cô sẽ biết. Michelle, cô coi nè. Nặng quá đi. Anh Dượng, anh Dượng à, anh có sao không? Anh Dượng à. Lần con tôi ngồi giữa thiên châu giáo hỏi xong quên hệ nhân do đêm thong cho sinh cho yêu phát tim xăm cây cây ta pin và yêu phong lòng phiêu phát thiên hệ một thời đi yêu cho đi châu khó hẳn sao phục hệ chỉ si đi tôi dịch bất suy sầu mê nhân sinh trong mùi giáo bay giáo hệ nay ngõ yêu chân xích nguyên quân trời biết yêu phân nay khoai sao chân chi câu phê nhằm biên đôi phong đôi xăm trong xíu 人生中